Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 14 tháng 6 2021. Chúng ta chưa giải quyết xong cái bài kinh Đại Phương Quảng này. Hôm nay hy vọng học cho xong. Hôm trước mình nhớ rằng là mình đã đi đến đoạn thứ 9 nói về năm căn. Và đoạn thứ 10 chúng ta nói về thọ hành và cảm thọ. Và hôm nay mình ôn lại từ đoạn thứ 10 qua 11, 12, 13, 14. Và thưa đại chúng rằng là đoạn thứ 10 mình nhớ rằng đã giải thích khá là tường tận. Thế nhưng mà có vài điều mình nghĩ chắc phải ôn lại nơi đây. Cái câu hỏi của Ngài Công Hila đó là nội dung và sự vận hành của năm căn. Đoạn 10. Mình chia đoạn này ra mấy ý. Ý thứ nhất là năm căn nó khác biệt. Thưa các vị, cái nền văn học nguyên thủy thì năm căn họ phân ra đó là cảnh nó khác biệt và hành giới nó khác biệt. Cái nó chia ra là hai loại cảnh, hai là giới. Cái từ hành giới này, thưa đại chúng rằng dường như nó có cái nét hơi khó hiểu nghe. Cảnh giới mình dùng cái từ khác dễ hiểu là thế nào? Cảnh giới là những cái pháp, những đối tượng để cho năm căn nó nhận thức, nó quan sát. Hành giới tức là cái chủ thể quan sát. Nói như vậy thì chúng ta rất là dễ hiểu. Bên trong là căn, bên trong là thức. Nó đối với sắc, màu, với âm thanh, với mùi vị. Thì âm thanh, mùi vị bên ngoài, tức là cái từ trong văn học Phật giáo Đại Thừa hay dùng đó là năm cảnh cùng với năm thức, năm căn, chia làm hai nghe. Thay vì thập bát giới, thì ở đây nó thập ngũ giới thôi. Họ chỉ nêu phần căn, cảnh và thức. Căn và cảnh chúng ta kể là một, thì nó nằm ở trong cái phần nằm trong cái phần cảnh giới này, tức là đối tượng bị quan sát, bị nhận thức. Cảnh giới nó là cái chủ thể quan sát, tức là sự vận hành của thức tâm và sự nhận biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Phân như vậy thì nó rất là dễ hiểu. Mình lưu ý đại chúng rằng là trong cái dòng văn học Đại Thừa thì họ phân biệt rằng những phần này nó luôn có một giới hạn nhất định, nó riêng biệt. Thế nhưng khi mình bước vô cái dòng văn học Đại Thừa thì người ta lại nâng tầm của những lý giải này, nó đạt đến một chiều cao nghe. Tức là đối với những vị có năng lực tu tập chứng nghiệm được những tầng thiền định đó, thì họ có thể vận dụng năm căn hỗ tương tác dụng với nhau. Tức là họ có thể vận dụng mắt của họ, tức là nhãn căn, thay cho nhĩ căn để nhận thức ngoại cảnh. Đây là cái nét đặc thù của dòng văn học Đại Thừa. Đặc thù thứ hai, thưa các vị, rằng là năm căn và cảnh này đối với dòng văn học của Nikaya thì họ phân tích như vậy, nhưng mà với cái dòng văn học Đại Thừa thì thưa các vị, căn trần thức đành rằng họ có phân tích, nhưng mà họ quy chiếu nó về một điều rất quan trọng, đó là chẳng qua nó chỉ là cái sự biểu hiện từ nơi tâm thức thôi, tức là từ nơi cái nguồn gốc của biển giác thanh tịnh biểu hiện ra căn trần thức. Còn bản chất của những căn trần này nó đơn thuần chỉ là một cái sự phân tích về danh về tướng mà thôi. Đây là cái sự khác biệt của dòng văn học Nikaya và văn học Đại Thừa. Không biết mình nói vậy các vị có đón nhận dễ hay không, nhưng mà thôi kệ nó đi. Đó là điều thứ nhất mình nói về năm căn. Phần thứ hai, cái câu hỏi đặt ra là cái gì làm sở y, tức là năm căn năm trần này
cái điểm y cứ của nó, điểm tựa nương của nó, cái nền tảng để nó phát sinh. Cái từ sở y nó có hàm nghĩa vậy nghe, cái nền tảng nào để hình thành năm căn năm trần. Thì cái dòng văn học cái ra thì họ giải thích rằng điều thứ nhất là ý làm sở y nghe. Điều thứ hai là ý nó là cảnh giới. Điều thứ ba, ý nó làm hành giới luôn. Các vị nhìn các giải thích này, các vị thấy cái nền tảng của nó rất là vững vàng để từ đây cái dòng văn học đại thừa cùng với Duy Thức Tông mà thành lập là như vậy đó nghe. Tức là ba phần này, đầu tiên năm căn được thiết lập trên ý, nó tồn tại, nó sinh hoạt, nó hoạt động, nó nhận thức là từ nền tảng của ý căn này, tức là ý thức này. Điều thứ hai, từ ý thức nó biểu hiện ra là cảnh trí, những đối tượng nhận biết như sắc, như màu, như âm thanh, như mùi vị, như xúc cảm vân vân, cũng từ ý này làm nền. Điều thứ ba, ý nó làm thành cái sự sống động và vận hành của năm căn. Đây là nền tảng Nikaya họ giải thích, tức là từ cái nền văn học nguyên thủy. Và mình sẽ không lạ lùng chi khi mình nhận thức được điều này, là các vị thấy nó liên hệ một cái chiều rất dài. Đó là từ nền tảng này nó hình thành được cái luận lý của Pháp Tướng Tông. Và thậm chí kể cả Tịnh Tông, Thiền Tông cũng từ cái nền tảng ảnh hưởng này nghe. Thì mình giảng một câu thôi. Các vị biết rằng là Kinh Hoa Nghiêm được gọi là Kinh căn bản của Phật giáo Đại Thừa, là một văn bản kinh sâu xa nhất, mênh mông nhất, bao trùm nhất. Ngay như một cái chuyện mở đầu của dòng văn học Đại Thừa, ở đỉnh cao của văn học Đại Thừa đó, người ta đã bảo rằng, trước khi nói kinh này, Đức Phật nhập Hải Ấn Tam Muội. Hải Ấn Tam Muội nếu mình giải thích nó là cái Tam Muội này, tức là cái chánh định này, nó trong, nó lặng, nó mênh mông như biển yên bình, phẳng lặng, phản chiếu được cả bầu trời, cả mảnh mây, cả con hải âu bay ngang qua. Nó dung chứa, nó hàm nhiếp và nó phản chiếu trọn vẹn pháp giới tánh. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu không. Do vậy cho nên Hoa Nghiêm được gọi là mẹ của các kinh. Thì trong đó có một câu thế này, đó là tâm của ta nó như một vị họa sư họa nên mọi hình tượng. Thế thì các vị đối chiếu cái câu kinh đó cùng với cái cách luận lý của cái nền văn học Nikaya, các vị thấy rằng là không có một tư tưởng nào trong dòng văn học Đại Thừa không có nền tảng, không có lập cước trên cái văn bản của kinh nguyên thủy mà chúng ta đang học. Đây là cách thứ hai chúng ta nhìn. Tóm lại, Pháp Tướng Tông tức là tri thức, Tịnh Tông, Thiền Tông và cả một cái giáo môn, tức là cả một cái nền học thuật của văn học Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Lăng Nghiêm, vân vân, thưa các vị, nó cũng không có gì ngoài những cái điều từ cái nền tảng nguyên thủy này được thiết lập. Đây là ý thứ hai mình gọi ra để các vị nắm được rất nhiều vấn đề. Ý thứ ba, phần C của vấn đề, đó là cái sự tồn tại của năm căn nha. Cái câu hỏi của vị Thánh Lang, ngài hỏi đó là do duyên gì mà chúng an trú? Cái từ này chúng ta nên hiểu là do nhân duyên gì mà nó tồn tại, nó hoạt động, nó sống động, nó duy trì thọ mạng cho chúng ta một đời người 70 năm, 80 năm, từ nhân duyên gì và nó bảo trì sự sống được như vậy. Thì cái câu giải thích cho tâm đây của ngài sẽ là Phật, đó là nó do cái gì? Điều thứ nhất là cái chu kỳ thọ mạng
nó từ một mạng căn nha. Điều thứ hai, nó từ tuổi thọ. Và điều thứ ba, nó từ nghiệp lực. Ba cái điều này nó làm thành cái mà chúng ta gọi là thọ mạng đây. Thọ mạng, tức là nó làm thành cái mà chúng ta gọi là sự sống của một chu kỳ đời sống. Là từ nền tảng của Nikaya, tức là từ nền tảng kinh văn này, chúng ta có giải thích rằng là cái sự chấm dứt của một thọ mạng nó liên hệ đến ba điều. Một là phước tận. Phước tận có hàm nghĩa rằng là tuổi thọ anh nó xuất hiện giữa trần đời này với một cái chu kỳ phước nghiệp anh thọ dụng đó là 50 năm, 70 năm mà nó cạn, gọi là phước tận. Điều thứ hai, thọ tận có hàm nghĩa rằng là hình hài ta, thọ mạng của chúng ta, thưa các vị, nó được cấu tạo ngay phút giây đầu tiên lúc mình ghé thai bào, với cái hệ DNA của mình nó phối hợp lại, nó làm thành một cái sinh thân như vậy, tóc da như vậy, răng cỏ như vậy, sắc diện như vậy, sức khỏe như vậy. Nó theo một chu kỳ nhất định của nghiệp chúng ta ghé vào thai bào, cho nên cái tuổi thọ nó có một cái thời gian nhất định trong một cái chu kỳ sống, ta gọi đó là thọ tận, gọi đó là nghiệp tận. Và thưa các vị, thọ, phước và nghiệp, ba cái điều này nó phối hợp lại, nó cùng cạn kiệt hết, xả hình hài trả nó về cho các bụi vô thường. Đây là cái chết của tất cả sinh thân phàm phu chúng ta. Thế rồi cái nền văn học của Đại Thừa họ thêm vào hai phần nữa, có những trường hợp mà thọ tận, phước tận và nghiệp tận này đành rằng nó như đèn hết dầu rồi, thế nhưng mà đó là những bậc đại nhân, các vị Bồ Tát, các bậc thầy tái hiện lại như cuộc đời. Các ngài nghĩ rằng là cái công trình độ sinh chưa có thành tựu, chưa có hoàn thiện, cho nên các ngài vận dụng năng lực tu và định lực của các ngài kéo dài tuổi thọ, có thể duy trì được tuổi thọ. Do vậy cho nên cái dòng văn học Đại Thừa họ thêm như hai phần nữa là chi, là từ thiền định, từ cái vô thiền định nha, cái chi nữa, hôm trước học rồi, nguyện lực. Là cái điều này nó liên hệ với sinh hoạt đời thường của chúng ta. Các vị biết rằng là khi ái nghiệp của một chúng sinh nó quá mạnh, trong khi phước tận, thọ tận, nghiệp tận đã chấm dứt một chu kỳ sống rồi đó, nhưng mà nghiệp lực nó quá mạnh, do vậy cho nên họ không chịu ra đi. Thì cái trường hợp nghiệp lực nó quá mạnh, tức là ái nghiệp nó quá mạnh đó, giống như là chúng ta có được năng lực tu, có được năng lực thiền định, thì chúng ta có quyền theo với nguyện lực của mình lưu lại một hình hài này để có thể làm cho hoàn thiện Phật sự. Cho nên thưa các vị, nếu ở đời ba điều này nó phối hợp lại để nó chấm dứt một thọ mạng và ra đi rồi, thì hình hài đó như một cây củi mục vứt đi. Đó là trường hợp tự nhiên bình thường. Thế nhưng mà nếu ở cái thế giới phàm phu, nghiệp ái họ quá nặng thì cũng có thể dây dưa không có chịu tận. Tức là ba điều này nó có cạn nhưng mà họ vẫn duy trì thọ mạng lại theo một chu kỳ đời sống nhất định, có thể dài thêm được 5-10 ngày, nửa tháng gì đó, có thể nghe. Nhưng mà đã không bì được với hàng tái sinh và các vị đại sư, các vị Bồ Tát, các vị đạo sư tái hiện lại giữa nhân gian, đó là họ không có năng lực của thiền định và không phải nguyện lực. Do vậy cho nên cái sự lưu giữ là hình hài để cho thọ mạng nó duy trì lâu bền, dường như nó không bì được với những bậc thầy có bản nguyện lớn muốn lưu lại hình hài hoặc muốn duy trì tuổi thọ thêm vài ba tháng, nửa năm. Đây là chuyện nó phát sinh nhìn vào dòng văn học Nikaya, nhìn vào dòng văn học Đại Thừa để ta có thể nhận ra điều này. Đây là mình ôn lại
nội dung và sự vận hành của năm căn, đáp ứng cái câu hỏi của ngài Câu Hy La. Và cái đoạn thứ 11, câu hỏi đặt ra là khác biệt của thọ hành và cảm thọ. Vì như cái vấn đề này mình có giải thích hôm buổi học rồi, mình ghi lại để cho các vị nhận thức rõ nha. Cảm thọ, thưa các vị, cảm thọ nó là pháp được nhận biết, pháp được nhận thức. Và thọ hành, chúng ta vừa định nghĩa đó, đó là trạng thái khi tu tập chứng diệt tận định nha. Ví dụ lúc mình đang hành trì, lúc mình đang tu tập, những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn, những bất an, những bất hạnh nó xảy ra trong tâm thức ta, ta dùng năng lực của thiền minh sát, ta quan sát được từng cái xúc cảm đang sinh đang diệt, thì những xúc cảm ấy, những đối tượng bị quan sát ấy gọi là cảm thọ. Cảm thọ. Thế là thọ hành là gì? Cái từ mà trong kinh văn hay dùng là xả thọ hành với dò diệt tận định đó. Các vị nghe cái từ này chứ hả? Xả thọ hành. Cái nào kinh văn đi ra ra thì cái từ này chúng ta nghe rất quen, và đa phần các vị thánh A-la-hán trước khi nhập Niết Bàn, các ngài đi vào xả thọ hành rồi mới đi qua cái tầng của diệt tận định, rồi mới đến cái giai đoạn cuối cùng là nhập Niết Bàn nha. Ví dụ đọc trong trường bộ kinh, kinh Du Hành đó, thì các vị thấy rằng Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn, ngài đi vào sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, diệt tận định, và ngài đi qua một vòng, vậy là ngài trở lui, rồi ngài đi lại vòng thứ hai, sau đó ngài mới nhập Niết Bàn. Nếu ai để ý thì nhớ cái đoạn kinh văn này. Thì cái vấn đề rất là cạn về mặt chữ nghĩa ta nhìn ra, đó là thưa các vị, trạng thái Niết Bàn không phải là thiền tứ niệm xứ, tức là không phải chứng đắc đệ tứ thiền gọi là nhập Niết Bàn nghe. Càng không phải nhập vô sở hữu xứ, hoặc là không vô biên xứ, hoặc là đạt đến trình độ diệt tận định mà vào Niết Bàn, thưa không. Trạng thái Niết Bàn nó vượt ngang qua những tầng tứ thiền bát định, vượt ngoài tứ thiền bát định để đi đến Niết Bàn. Do vậy cái điều chúng ta đang khai thác ở đây là thọ hành, cảm thọ nó khác biệt. Thưa các vị, thọ hành đó là như chúng ta vừa nói, nó gồm có phước đức, nghiệp lực, tuổi thọ cộng với nguyện lực, cộng với công phu thiền định, năm phần này kết hợp lại. Và nếu đạt đến năm phần này kết hợp hoàn thiện, xả hoàn toàn đi vào Niết Bàn, thì cái chuyện đó gọi là nhập Niết Bàn viên mãn, nhập đại Niết Bàn tự diệt. Trường hợp thứ hai cạn hơn đó là gì? Thưa các vị, chứng nghiệm được tứ thiền, đi vô tới tận diệt tận định này, xả thọ hành, nghĩa là dừng tuổi thọ, dừng nghiệp thức lại, nhưng dừng nghiệp thức thế nhưng mà vẫn duy trì tuổi thọ, không xả mạng căn. Cho nên thưa các vị, có thể vào diệt tận định cho tới chừng vài mươi năm, hoặc có những vị A-la-hán có khi đi ngang qua cái diệt tận định ngủ quên trong đó cho tới 100 năm hoặc là 700-800 năm sau, rồi các ngài có điều kiện thì người ta thức các ngài dậy. Do vậy cho nên xả thọ hành đó nằm cái tầng thứ hai của công trình đi vô đại tịnh diệt Niết Bàn. Mình nói lung tung với các vị nghe có ghi nhận kịp không? Nhưng mà xin thưa rằng có ba tầng để đi vào cái chết. Nói vậy cho nó dễ đi. Tầng đầu đó là tầng của phàm phu nghe, chết đó là chấm dứt thọ mạng. Phước tận, nghiệp tận, tận thọ tận, chấm dứt thọ mạng. Tầng thứ hai cũng được gọi là cái chết. Thế nhưng mà do vì có đại nguyện lực là một, có công phu thiền định là hai, cho nên người ta có thể không cần chết
duy trì thỏa mạn lại, kéo dài sự sống tới 12 năm hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn. Cái này thì tùy vào nguyên lực và công phu thiền định. Trường hợp thứ ba, những vị thánh A-la-hán có khi các ngài chứng nghiệm được tứ thiền bát định, nhưng mà các ngài vẫn không muốn xả thọ hành. Do vậy cho nên các ngài có thể đóng hoàn toàn ngũ căn lại, da các ngài, mắt các ngài, mũi các ngài, miệng các ngài có thể giống như người đã chết, tim ngừng đập, thế nhưng không xả thọ hành. Do vậy cho nên các ngài có thể duy trì thọ mạng lại cho tới 1.000 năm sau. Đây là ba tầng chúng ta giải thích. Và ba tầng này chưa phải đi vào đại tịch diện niết bàn nghe. Đây là đoạn thứ 11 chúng ta giải thích về cảm thọ và thọ hành, nó có sự khác biệt là như thế này. Bây giờ mình đi đến một đoạn kế tiếp. Ngài Kavila, ngài có một cái câu hỏi kế tiếp, đó là có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát. Cái từ này chúng ta lưu ý nghe, cái từ tâm giải thoát này trong kinh văn, trong chính kinh ấy, thì bảo rằng là bất khổ bất lạc là tâm giải thoát. Thưa các vị, có bốn tầng, bốn tầng. Điều thứ nhất là xả lạc, điều thứ hai nó là xả khổ, điều thứ ba nó là diệt hỷ ưu, và điều thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh. Và khi nhìn vào nội dung của điều ngài Xá Lợi Phất giải thích như thế này thì ta có quyền quy chiếu lại là có bốn duyên này, xả đi được thì chứng được cái gì? Chứng được tứ thiền nha. Các vị còn nhớ rằng là tứ thiền gồm có đầu tiên là ly sinh hỷ lạc, tức là ly dục ly bất thiện pháp. Cái đó là gì? Định sinh hỷ lạc. Thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Và thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Cho nên chúng ta nhìn bốn cái mất nấc thang này, bốn nấc thang này, ta biết rằng là câu hỏi này ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời rồi. Khi chứng được tứ thiền thì chứng nhập được tâm giải thoát, gọi là tâm bất khổ bất lạc. Đây là câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta gom ý lại. Rồi cũng một câu hỏi thế này, kể ra mấy ông già này mấy ông nhiều chữ nghĩa quá, không làm cho chúng ta đôi khi lúng túng nghe. Nó gần giống thôi, nhưng mà nó có nội dung là có bao nhiêu duyên chứng nhập vô tướng tâm vậy đó. Có bao nhiêu duyên chứng nhập. Các vị nhìn hai câu hỏi này, các vị sẽ thấy nó có sự khác biệt. Câu hỏi phía dưới, đó là cái câu hỏi đặt ra là cái trạng thái tâm giải thoát đó, muốn thành đạt được thì phải có những điều kiện gì để có thể thành đạt được cái trạng thái tâm. Phần ở trên thì câu hỏi là có cái con đường vào trạng thái tâm nó như thế nào nghe. Mình phân biệt thế này thì nó dễ hiểu, tức là đây phần trên là con đường đi đi vô, tức là phương pháp hành trì thế nào để đi vô. Rồi cái câu dưới đó là cái trạng thái tâm đó, tức là khi đạt đến trạng thái tâm đó thì trong trạng thái tâm đó cái nội dung đó có bao nhiêu, có bao nhiêu cái cấp độ, trạng thái đó như thế nào. Nếu ta nhìn vào hai câu hỏi này ta phân định được hai câu hỏi, đành rằng chữ nghĩa thì nó dường như nó gần giống nhau, nhưng mà nội dung ý nghĩa của nó thì nó lại khác biệt. Thưa đại chúng rằng ngang đây các vị thấy là mấy cái luận lý của Ấn Độ nó trùng trùng điệp điệp, nó làm cho chúng ta đôi khi cũng rất là bối rối. Rồi mình dừng cái đó lại, mình dẫn chứng một điều, các vị thấy cái khả năng của chúng ta thâm nhập vô cái dòng văn học này đủ sâu thì các vị có được cái nhiều, có được cái năng lực về luận lý học, có khi ngoại đạo cũng phải chắp tay vái chào.
Ví dụ, đọc vào Kinh Lăng Nghiêm, một đoạn thất xứ trưng tâm thôi thì thưa các vị, không ai không lúng túng về cái chuyện là Đức Thế Tôn gạn Ngài A Nan cho đến nỗi là 7 lần trình bày tâm ở trong, ở ngoài, chặn giữa, trong con mắt, vân vân, đều sai hết. Thì các vị thấy là cái luận lý của văn hóa Ấn Độ nó là như vậy nha. Có khi là chỉ cần vài chữ thôi thì nó có một nội dung khác biệt. Đó là một dẫn chứng, một vài điều để minh chứng rằng hai câu hỏi này thấy thì nó dường như nó mập mờ, nó giống nhau nhưng mà nó có sự khác biệt. Một phần là hỏi con đường vào, một phần là hỏi về cái trạng thái tâm khi chứng nghiệm giải thoát, nó khác biệt như vậy. Thế là Ngài sẽ là Phật, Ngài trả lời rằng là có hai cái nhân duyên, một là không có tác ý, hai là có tác ý, cũng cùng thời là vô tướng tâm giải thoát. Tức là cùng một trạng thái giải thoát như vậy, nhưng mà có một loại trường hợp là có tác ý để đi vô, trường hợp thứ hai là không có tác ý nhưng mà người ta thể nghiệm nó, chứng nghiệm nó. Hai trường hợp này dường như mình không khéo phân biệt thì nó rất mập mờ nha. Thế rồi mình vận dụng một cái điều này để có thể bàn với nhau về trạng thái tâm vô tướng giải thoát. Mình ví dụ rất dễ hiểu là thế này. Ở một cái chừng mực nào đó, như trường hợp của chúng ta, mà chúng ta đã quen với công phu thiền tập, nó rất là thuần đối với tâm chúng ta rồi, cho nên cái trạng thái an lạc xảy ra lúc chúng ta thiền tập, nó, thưa các vị, nó có mặt một cách rất là đơn giản. Và khi nó có mặt rồi, chúng ta tự nhiên là hưởng thụ, tức là tự nhiên là thưởng thức cái trạng thái tâm an lạc đang có mặt thôi, thì nó gọi là không có cần tác ý gì cả, kể cả dụng công, kể cả xác định trạng thái tâm đang an lạc có mặt, ta cũng không cần xác định nữa. Trường hợp thứ hai, có tác ý hàm nghĩa rằng là mình phải dụng tâm, mình có thể đạt đến điều này, mình phải cố gắng, mình mày mò, mình làm thế nào, bằng hơi thở, bằng cách hành trì, bằng công phu thiền tập, bằng quán chiếu, mới có thể đạt đến được một cái chút trạng thái an lạc của tâm. Thế rồi đạt đến được một chút an lạc của tâm, thì trong đó nó lại phát sinh một cái niệm nghi ngờ rằng không biết trạng thái này nó có phải là trạng thái an lạc của thiền định không. Thế thì thưa các vị, dù anh bước vô được trạng thái ấy nhưng mà vẫn có những cái xác định về ngôn ngữ thì thầm, vẫn có ý niệm khởi lên, gọi là có tác ý. Còn trường hợp thứ nhất không tác ý, nghĩa là do công phu thiền định đã thuần thục rồi, cho nên đạt đến trạng thái tâm an lạc lại đó và không cần vận dụng công sức, không cần đổ mồ hôi sôi nước mắt gì, nghiến răng nghiến lợi gì để đi vô trạng thái nữa. Nó tự xảy ra thôi, và nó xảy ra thì ta an lạc, hưởng thụ trạng thái đó, thọ dụng trạng thái đó, an trú trong trạng thái đó. Đây là cái cách giải thích từ công phu thiền tập để các vị nhận diện rằng là điều thứ nhất, khi tâm đạt đến trạng thái an lạc giải thoát thì bản chất của nó là vô tướng này. Bản chất nó là vô tướng, nó là như vậy. Buồn vui thì có tướng, tại vì nó còn có cái lợn cợn, có trạng thái buồn vui. Và nghĩ suy thì nó có cái tướng, tại vì nó còn những dòng chữ chạy ngang qua ngang về để các vị nhận diện được. Thế nhưng mà đạt đến trạng thái tâm từ công phu thiền định, không phải là sâu xa gì cả, từ công phu các vị đi vô thiền tứ niệm xứ thôi, các vị dần dần làm quen với trạng thái là luôn quan sát những buồn những vui đang sinh đang diệt, đạt đến mức độ buồn vui tự nó lắng, nghĩ suy lo âu, ngôn ngữ thì thầm tự nó tan biến, chỉ còn lại một trạng thái tâm đang lặng lẽ chiếu sáng hiện tiền vô niệm, không ý nghĩ ngược xuôi quá khứ hiện tại tương lai gì cả, không có buồn vui gì trong đó cả, nó thuần là một trạng thái tỉnh đại sáng rỡ, nhận biết hiện tiền như bình thường chúng ta đang ngồi đây, không phải đang ngồi thiền gì cả nha, đang bình thường đây các vị cũng có trạng thái thiền định. Và
ta bình thường ta thưởng thụ nó thôi, ta sống với nó, ta đi tới đi lui với nó, ta ăn ta uống ta ngồi ta nằm với trạng thái tâm như vậy thì gọi rằng là đang đạt đến trạng thái tâm vô tướng giải thoát. Thế là trong trạng thái tâm vô tướng giải thoát đó, tự nhiên mình khởi ý niệm rằng có phải đây là trạng thái lạc trú của thiền không đây? Thế thì nó liền có cái chi? Liền có tác ý. Có tác ý thì có cái chi? Nó dẫn dắt một tràng dài, có khi những nghi ngờ, có khi những tâm tính, có khi những suy nghĩ. Đó, cái từ rất là nhà quê đó là như nước nó không còn trong nữa. Nó có một chút lợn cợn của cái chi? Của màu sắc, của ô uế, của vẩn đục. Cho nên hai trạng thái tâm này, thưa các vị, nói một cách dễ hiểu, quy chiếu lại đời sống tu thì nó có thể xảy ra bất cứ chúng ta, bất cứ người nào khi có chút công phu tu tập. Chỉ bằng một con đường đi vô, đó là từ thiền tứ niệm xứ, tức là thiền minh sát, các vị đi vô dần thì các vị thể nghiệm được nó. Ở vô tướng tâm giải thoát này, thì các vị sống viên mãn với trạng thái này thì đang chứng nghiệm cái chi? Chứng nghiệm được pháp thân, chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm giải thoát và sống viên mãn, có niềm tin vững chắc với điều này, thưa các vị, thành tựu quả A La Hán. Do vậy cho nên cái chuyện này mình học vô kinh văn, nhưng mà nếu mình quy chiếu được vào công phu khu tu tập thì nó là cái điều rất hiện thực mà chúng ta có thể với tới. Đây là điều giải thích. Câu thứ 12. Là khi các vị đi vô cái tầng này rồi thì nó hàm nghĩa như cái đoạn thứ 13 và 14 ở trong đây câu Chí Hải có tổng kết nha. Bốn tâm giải thoát này khác nghĩa do nhân, do nhân tu, đồng nghĩa do quả chứng. Mình giải thích thêm để cho nó sáng được cái chỗ này, thưa các vị, trạng thái tâm vô tướng giải thoát này. Bây giờ cái đoạn bốn tâm giải thoát này nó gồm có bốn cái vô tướng tâm giải thoát. Mình có hôm trước mình có ghi rồi nè, bây giờ nói lại. Ồ, đó là vô lượng. Hai, đó là vô sở hữu. Ba, đó là không. Bốn, đó là vô tướng. Thưa các vị, khi tôn giả Câu Huy La hỏi điều này thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời thế này, ngài trả lời trong một câu rất dễ hiểu là thế này, đó là nghĩa nó thì đồng nhưng mà danh thì sai khác nha, danh thì khác. Nó hàm nghĩa rằng đi vô được bốn tầng tâm này nó bằng nhiều ngõ, nó bằng nhiều ngõ. Từ quán chiếu tâm câu hữu với từ, câu hữu với bi, câu hữu với hỷ, câu hữu với xả, tùy vào cái mức độ rộng và hẹp, công phu sâu dày hoặc cạn cợt. Do vậy cho nên thưa các vị, trên danh nghĩa thì người ta đặt rất nhiều từ, nhưng mà khi đạt đến đích của nó thì nó cùng một thể nhất định, cho nên gọi là danh thì khác, nghĩa thì đồng. Hay dùng ví dụ dễ hiểu là thế này. Mình đi lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, có nhiều con đường nghe, từ góc đông, góc tây, từ Tây Tạng đi lên, từ biên giới của Ấn Độ đi lên, hoặc là từ phía bên Nga đi lên, bốn góc đều có bốn con đường đi lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn cả. Trên con đường đi thì rất khác biệt, thậm chí là phương tiện đi thì đôi khi nó cũng khác biệt, có người thì đi bằng phi cơ, có người đeo bộ, có người là nhờ người ta khiêng đi. Thế thì danh nó khác, con đường đi nó khác, phương tiện đi nó khác. Thế nhưng mà cái đỉnh của nó thì nó lại là một chỗ. Và trên con đường đi thì thưa các vị đều dụng lực như nhau. Cho nên nếu nhìn tỏ tường thì thưa đại chúng rằng là trên cái tiến trình tu thì ta có dụng công khác biệt. Và tùy dụng công khác biệt
có những cái tên gọi khác biệt, nhưng mà điểm đến thì chỉ là một mà thôi. Đó là dùng cái ví dụ rất dễ hiểu để ta nhận ra. Từ những ví dụ đó là các vị quy chiếu về cái điều này. Bốn điều này thì gọi là giải thoát cả, thì gọi là tâm giải thoát cả nghe. Tức là tâm giải thoát là gì? Đó là trạng thái tâm không bị ràng buộc, không bị vướng mắc, không bị trói buộc, rỗng lặng, tự nhiên, không hình tướng. Hay nói theo cái từ mình dùng để giải nghĩa đó là, thưa các vị, không có cái lợi cỡ, nó chỉ thuần một loại nước trong như nước cắt thôi, không có một chút màu xanh màu đỏ gì lẫn cợn, không có chút buồn gì vấy vực vấy nó cả, như không gian mênh mông không có mảnh mây nào cả, như bầu trời trong lặng xanh biếc, nhìn là tới chân trời thôi, không có bị mảnh mây nào che hết. Thì bản chất của bầu trời đó, thưa các vị, nó không có gì hết, rỗng trống, cho nên gọi nó là vô sở hữu. Thứ hai, trạng thái tâm giải thoát này, thưa các vị, nó không có biên giới, không có hạn lượng, không có cái cột mốc biên giới nào hết, do vậy cho nên gọi là vô lượng. Điều thứ ba, thưa các vị, là vì nó không có trạng thái gì trong đó, nó không có mây, không có con chim trời, không có hải âu, không có một lần chớp nào trong đó cả, không có mảy bôi nào trong đó, cho nên gọi là nó là vô sở hữu, vô sở hữu. Và người ta có thể quả được mặt trăng, vẽ hình con chim bay trên bầu trời, vẽ hình mảnh mây, thậm chí vẽ hình được cái con chuồn chuồn hay là một hạt bụi vân vân. Thế nhưng mà người ta vẽ hư không, thì các vị không vẽ được. Cho nên gọi nó là vô tướng tâm giải thoát, nó không có tướng. Và dùng những ví dụ này để quy chiếu lại trạng thái tâm chúng ta tu và chúng ta có được chút năng lực thì nó đạt đến cái điều này nghe. Ví dụ chúng ta còn vận dụng công phu, chúng ta còn những thắc mắc về chuyện mình tu ra làm sao, thì thưa các vị, nó còn có những ý nghĩ sinh diệt trong tâm thức ta. Hoặc ở mức độ tinh tế hơn, không ý nghĩ gì cả, nó có một cái loại niềm vui nhẹ nhàng làm cho chúng ta cảm thấy cái trạng thái an lạc đó nó tràn ngập cái tâm thức ta. Tức là nó cũng còn cái chi? Còn diệu lạc. Không có cái hỷ xôn xao, không có cái niềm vui của trạng thái ly dục, nhưng mà cái trạng thái lạc trú rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, rất là mịn màng đó, thưa các vị, cũng còn gọi là còn chút lợn cỡ nghe. Do vậy cho nên đạt đến cuối cùng là xả hoàn toàn, đó là xả niệm thanh tịnh, chỉ còn thuần lại một màu thanh tịnh trong veo như nước cất, như quảng trời không có mây. Đạt đến điều này tạm gọi nó là đạt đến tâm giải thoát đây. Do vậy cho nên trong bản chất của tâm giải thoát đó, nó có đủ bốn yếu tố: một là nó vô lượng, hai là nó vô sở hữu, ba là nó rỗng lặng, bốn là không có tướng trạng gì cả. Đó là chúng ta giải thích về bốn tâm vô tướng. Và lặp lại, thưa các vị, con đường đi lên thì có khác biệt, đỉnh đến thì nó chỉ có một mà thôi. Về danh nghĩa tu tập, đứng nhiều góc độ mà nhìn thì phân tích nó chữ nghĩa như vậy, nhưng mà kỳ thực đạt đến trạng thái tâm giải thoát rồi, thực sự thì nó trống vắng, nó vô sở hữu, nó rỗng lặng, rỗng lặng, nó tịch nhiên. Thì các vị có thể thể nghiệm được điều này khi có tu tập. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng những vị thánh A-la-hán ngày xưa mới có khả năng thăm dò vô những tầng này, chúng ta thì không có phần, chứ không, đều có phần như nhau cả. Có điều anh có cảm thấy lý tưởng đời tu chúng ta là đạt đến cái giây phút này hay không mà thôi. Và điều xin đưa thêm là cái điều này nó không phải ở ngoài các vị, mà nó đang chôn ngay nơi hình hài của chúng ta, nơi mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta may mắn chạm được vào, nếm được chút hương vị này, thì các vị sẽ cảm nhận được điều rằng là dường như đời tu mình, cái đích đến đó là đạt đến trạng thái tâm này, chứ không phải đích đến là đạt đến những cái sở hữu vật chất phù hoa bên ngoài, làm được cái này cái nọ cái kia. Dường như đó là những cái do vì chúng ta chưa thể nghiệm được
trạng thái tâm giải thoát của mình, cho nên chúng ta rất là cần những cái lụng vụn bên ngoài trang trí cho đời sống mình. Nếu mà mình đã có nhân duyên chạm được vào cái vùng trời tâm giải thoát này thì các vị thấy những cái vớ vẩn bên ngoài tự nó rớt ra. Tu không phải là cố gắng loại trừ cái chi cả, không phải là diệt dục, diệt ái, diệt tham, diệt si, diệt cái đó chỉ là cái ngọn thôi nha. Cái gốc của vấn đề là mình trực tiếp đột nhập vào trạng thái tâm giải thoát có ngay hiện tiền, ngay nơi tâm của các vị bây giờ ở đây, thì tất cả những cái ngọn ngành phiền não tự nó rơi rụng. Tóm lại, từ những điều Ngài Xá Lợi Phất Ngài giải thích với vị tôn giả Câu Hy La, chúng ta có cái nhìn rằng, thưa các vị, nhân duyên lành làm đệ tử Như Lai, đích đến của tất cả người đệ tử Thế Tôn trong quá khứ cũng như trong hiện tại là đang đến cái thấy như thế này, chứng nghiệm cái điều này. Và chứng nghiệm điều này không phải là cái việc sâu xa chạy nơi núi vắng rừng hoang gì cả, mà chứng nghiệm điều này ngay nơi hình hài của các vị, ngay nơi nhục thể của các vị, ngay nơi hiện tiền tâm thức của các vị, khéo quay về, khéo nhận diện, khéo an trú, và chúng ta thể nghiệm được điều này thì trong thiền tông gọi rằng mở con mắt thoát, nhận ra bản chất thực niết bàn nơi hình hài sinh diệt của anh. Và cái việc còn lại là chỉ an trú ngay trong trạng thái đó để sống. Thế thì thành tựu được, viên mãn được con đường tu tập của chúng ta. Còn nếu chưa đạt đến cái thấy như thế này, đôi khi mình mượn những cái phương tiện bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, tại vì mình chưa nếm hương vị pháp, cho nên mình vẫn còn khát thèm, vẫn còn rủi râm, vẫn còn lấy cái giả làm thiệt. Nhưng mà khi đạt đến hương vị pháp, thấy được điều này ngay từ tự tâm rồi, tự nhiên mọi thứ này, ái nhiễm này, dục lậu này, tham này, sân này, si này, lợi này, danh này, hơn này, thua, tự nhiên nó rơi ra. Đó là vài lần kết lại cái buổi pháp đàm của hai vị tôn giả này. Giờ mình xóa hết phần này nha, tạm giải quyết xong. Giờ có một cái, có một vài vấn đề gợi ý nơi đây để quy chiếu vào đời sống tu chúng ta. Và khi đại chúng là chúng ta đi vô cái phần thứ mấy, phần này thứ mấy này, chắc thứ tư quá ha. Và ứng dụng, đây là vấn đề mô thở của chúng ta học kinh nha. Mình nhớ rằng là những buổi học kinh của mình hay đem cái chủ đề này ra để thưa với đại chúng. Tại học kinh đâu phải để có kiến thức đâu, đâu phải để phân tích mấy ông già nó nói cái chi cãi nhau về chuyện gì, mà để làm bật sáng lên những điều mà chúng ta có thể ứng dụng vào đời sống chúng ta. Do vậy cho nên cái phần này khá là quan trọng. Mình chia ra mấy nét thôi. Nét thứ nhất, đệ tử Như Lai hành xử. Thưa các vị, nó có vài nét nhỏ ra đây. Nét thứ nhất đó là thành tựu phẩm chất tu của tự thân. Nét thứ hai đó là phong cách ứng xử. Cái điều đầu tiên thưa các vị nhìn vào dòng giải kinh văn từ dòng văn học Nikaya cho tới dòng văn học Đại Thừa, cho tới luận thư, cho tới lịch sử. Các vị nhận ra một điều tự nhiên, đó là dường như cái đích đến của đệ tử Như Lai đều là một việc thôi. Đó là thành tựu cái phẩm chất tu đệ tử thân. Dường như là họ không có mục đích gì khác ngoài điều này cả. Ném đời sống mình vào con đường tu tập, hứa với lòng rằng là thành tựu phẩm chất tu thôi. Tuy nhiên nếu mình giải thích rõ điều này thì thành tựu phẩm chất tu nó có nhiều yếu tố nghe. Yếu tố đầu tiên là gì? Là thành tựu năng lực trí tuệ trước. Thứ hai là thành tựu năng lực đức hạnh nghe.
Thứ ba nữa là thành tựu cái công trình độ sinh. Ba điều. Cái điều này được coi là quan trọng hàng đầu đây. Thậm chí một người đệ tử dốt đến nỗi là ngài bàn bạc thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, ngài cũng không cam phận, không cam phận là chịu cái cuộc sống đầy tủi nhục của một người không học được một câu kinh của Đức Như Lai. Và người có trách nhiệm bên cạnh đó là ông Châu Lợi Bằng Đà. Thưa các vị, thấy em mình là không có khả năng học được một câu kinh cho nên đuổi về. Nhưng mà cái nhân duyên rất lớn đó là của bạn Đạt này. Cậu đã nhiều kiếp học Phật rồi cho nên đuổi về ôm gốc cây mà khóc thôi chứ nhất định không về. Đến nỗi Thế Tôn thương tình ra dạy một bài kệ về chỗ quét thôi. Nếu các vị còn nhớ thì nó có nghĩa là như vậy ngay. Và sau đó thì từ cái công trình quán chiếu về cái mảnh giải dơ hoặc là chiếc chỗ quét gì đó, người ta có hai cách lý giải về vấn đề này. Sau đó, thưa các vị, tự nhiên ông phục hồi được cái năng lực trí tuệ trong quá khứ và chứng nghiệm được A-la-hán. Thế thì một người dù dấu cách mấy, có nhân viên cái tâm mở rồi thì cái, thưa đại chúng rằng cái việc thành đạt đầu tiên đó là phát sinh trí tuệ. Dù trí tuệ đó là hữu học hay đạt đến vô học chi thì cái vấn đề tiên yếu của người xuất gia chúng ta không thể chối từ được cái sự thành tựu ban đầu này nhé. Vấn đề này chúng ta nói đi nói lại nhiều lần rồi. Tôi ví dụ các vị hiểu. Trong những cấp độ tăng chúng mà thưa các vị, tăng cơm cháo qua ngày, tăng ứng cúng, tăng chạy theo lợi danh hoặc là ông tăng chiêm chuột gì đó, thưa các vị, tất cả những hàng tăng sĩ đó nếu có năng lực trí tuệ làm bà tảng thì nó đều chuyển biến hết. Từ vị tăng khéo tổ chức, vị tăng chỉ ứng phó kiếm tiền sống qua ngày, vị tăng mới kiếm cơm sống qua bữa. Thế nhưng mà nếu năng lực trí tuệ phát triển ra con người đó thì thưa các vị, họ sẽ thành tựu được hai phần kế tiếp là thành tựu được đức hạnh để có thể đền ơn tam bảo, hoàn thiện được kiếp sống người xuất gia. Điều thứ hai, đời sống của họ, trong cách ứng xử của họ, họ hoàn thiện được cái công trình đền ơn tam bảo là công trình độ sinh nha. Họ chỉ cần ngồi đó nói chuyện với một người khách, họ khuyên người ta dạy niệm Phật, khuyên người ta niệm Phật vài câu, đủ kích phát bồ đề tâm của người ta rồi. Tại vì khi có trí tuệ, có năng lượng tu cộng lại thì nó làm thành cái đức hạnh và năng lực rất là giàu để có thể tác động trực tiếp vào tâm thức người ta, làm cho người ta giác ngộ. Thế cho nên nền tảng của sự thành tựu đó là trí tuệ. Thử hỏi một điều thứ hai liên hệ điều này. Chúng ta rời gia đình, bỏ người thân, đến với công trình tu tập vô lý, chúng ta làm một việc rất ư là vụng về. Đó là dành nhau cái ăn, dành nhau cái mặc, dành nhau cái hơn cái thua, dành nhau cái chuyện phải quấy ngược xuôi, những chút vật chất phù du, hoặc là dành nhau vài ba Phật tử ơi. Dường như điều này nó không đúng với tâm thức của người xuất gia đâu nghe. Cho nên anh nhớ, các vị thánh tăng trong quá khứ, các vị đạo sư hiện tại, trải qua dòng trải từ xưa tới hôm nay cho tới những bậc thầy thành tựu được công trình tu tập, đều thành tựu được phẩm chất tu nơi tự thân rồi mới nói cái chuyện chi khác. Và cái nền tảng đầu tiên để thành tựu phẩm chất tu, tức là thành tựu đức hạnh, thành tựu công trình độ sinh, hoàn thiện được một đời sống tu sĩ đó, thì nền của nó là cái nào đây? Trí tuệ đây. Không có ai bất hiếu bằng. Con có đấng điều ngự sinh, con có đấng biên mạng giác mà dốt nghe. Xin thưa, cái điều này nó là một loại không chấp nhận được. Ta có thể thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu mặc. Ta có thể không có chùa, ta có thể lang thang đầu đường của phố, ở đậu chùa này, chùa đó, chùa kia. Thế nhưng mà cái điều không cho phép anh nghèo, đó là năng lực trí tuệ. Anh phải có cái điều này. Và khi có điều này rồi, thưa các vị, những hệ quả phát sinh tất nhiên đó là đức hạnh nó sẽ phát sinh từng ngày và công phu tu phát sinh từng ngày.
và hai điều này nó phối hợp lại thì nó làm thành cái chi, nó làm thành cái đẹp đẽ cao quý của một người tăng sĩ có cái tư cách ứng xử vô cùng là tuyệt vời, để nhiếp phục đại chúng, để giáo hóa tăng, để đền ơn Tam Bảo. Cho nên thưa các vị, thành tựu phẩm chất tu để tự thân là điều đầu tiên quan trọng nhất. Chúng ta bây giờ gì như chúng ta quên điều này, chúng ta đánh giá sự thành tựu của người tu đó là anh đó hoặc là cô đó có cái chùa lớn, có được cả ngàn người Phật tử quy y, thậm chí là người đó giảng được mấy trăm bài pháp, dạy được mấy chục bộ kinh. Thưa các vị, những cái đó nó không phải là giá trị đáng để chúng ta đánh giá đâu nghe. Cái đó, cái chút thông minh ta làm được, có chút phước lành trong quá khứ làm cũng được nữa. Thế nhưng mà thành tựu phẩm chất tu với ba yếu tố này hội tụ mới là vị quan trọng đang nói đây. Tại khi thành tựu học, thành tựu hạnh, tức là thành tựu đức và tuệ này, thì thưa các vị, công trình độ sinh nó tự đi theo. Thành tựu hai phần này được thì thưa các vị, cái công trình giải thoát của các vị ngay hiện đời này đã hoàn thiện đó. Đến đi tự tại, này lợi này danh không dính với các vị, không có cái chi bám vào gót chân các vị được cả. Tham sân si phiền não bất an, lưới của tam giới buộc ràng từ cái nghiệp ái thâm sâu cho tới tất cả loại nghiệp, thưa các vị, nó đều rơi rớt cả, ma vương không nắm được các vị. Thế cho nên phẩm chất tu rất quan trọng. Đây là yêu cầu căn bản của người xuất gia. Nếu đệ tử Như Lai không có được cái nền tảng ban đầu này thì cái phong cách ứng xử nó đổ liền. Đây là điều thứ nhất mình nói về thành tựu phong cách tu. Điều thứ hai mình nói về phong cách ứng xử, điều thứ nhất là phong cách tiếp xử này. Nó có nhiều phần. Thưa các vị, là đầu tiên là pháp hữu của chúng ta, thứ hai là Phật tử tín đồ, thứ ba là ngoại đạo. Đôi khi mình nhìn đời sống tăng già hiện tại, cái cách cư xử của một số các thầy ở những già lam từ viện lớn, thưa các vị, mình thấy dường như cái văn hóa cử quyền xã hội nó đi vô rất là đậm nghe. Mình vác sát tới mấy cái chùa to, những nơi chốn mà nó rất là bệ vệ, rất là tráng lệ nguy nga đó. Nếu mình đi bằng một chiếc xe con đẹp đẽ, có 5-10 Phật tử, có cái vẻ rất là sang trọng, đại gia đi vô, thì thưa các vị được tiếp đãi một cách rất ư đẹp đẽ. Mời nước, mời cơm, mời chào, dẫn đi tham quan chỗ nọ chỗ kia. Thế nhưng anh đội cái nón lá cờ, mặc cái bộ đồ màu nâu bạc mang, một mình lê thê liếc thước tới, người ta không buồn biết anh tên là gì, anh ra làm sao, người ta không biết tới đâu. Thưa các vị, đây là cái nét văn hóa biểu lộ trong hoàn cảnh xã hội hiện tại nhé. Người ta chuẩn danh, ta chuẩn bề ngoài, chuẩn hình thức, chuẩn giàu, chuẩn đạt, chuẩn sang. Do vậy cho nên không lạ gì cái chuyện đời sống tăng sĩ bây giờ họ bỏ tiền ra, họ mua chức, mua tước, mua danh, mua lợi, mua bằng cấp. Đây là chuyện rất bình thường, tại vì cả một cái dòng chảy văn hóa nó là như vậy. Rồi khi điều này nó xảy ra thì cái điều tồi tệ chúng ta nhận ra là bên sâu của nó là cái nội dung phẩm chất tu của thế hệ tăng sĩ chúng ta dường như rất kém. Khi các vị nhìn một thầy một cô cư xử như vậy thì các vị có quyền nhìn ngược vào nội dung tu của họ, cái phẩm chất này nó không có nghe. Họ chuộng lợi, chuộng danh, chuộng hình thức, cho nên đối với pháp hữu của họ, đối với bằng hữu của họ, ngay cái cư xử bên ngoài thôi, cái ngoại vi thôi, nó đã thiếu văn hóa rồi, thiếu văn hóa rồi. Thế nên dẫn đến rất là nhiều vấn đề nghe. Người ta bằng mọi cách là có thể bẹp dìm những người bằng hữu của mình xuống, được bao nhiêu thì cứ dìm thôi, không hề đưa bàn tay ra nâng đỡ ai. Cái này nó biểu lộ trong đời sống bình thường của chúng ta. Có khi các vị tinh tế, các vị nhìn vào cách nói năng của ta, cách mình đến bạn bè mình thăm viếng, mình hỏi một lời, và mình cư xử với người thấp hơn mình mới thọ giới mà mình cư xử, thì cũng biểu lộ được cái tính cách thiếu tu của mình rồi nghe.
Cho nên thưa các vị nên nhớ, một trong những phương cách, trong những phong cách hành xử mà biểu lộ được cái phẩm chất cao quý có tu không tu, đó là các vị cư xử như thế nào đối với người dưới các vị, thấp hơn các vị, không có địa vị. Các vị cư xử với họ bằng một cái lòng trân trọng, bằng con mắt nhất một bình đẳng á, thì có năng lực tu, có đạo hạnh, và cái cách tiếp xử như vậy được gọi là người có phẩm chất tu. Còn nếu ta cư xử một cách rất là bề ngoài như vậy, không trân quý những người pháp hữu chúng ta, đây là cái nền tảng không được thiết lập, cho nên đổ vỡ, không phải đổ vỡ trong cách cư xử không thuyết phục, mà nó đổ vỡ luôn là do vì cái gốc tu của mình nó quá vụn. Nét thứ nhất mình nhìn ra nghe. Nét thứ hai, thưa các vị, cái điều này đôi khi chúng ta lâm vô cái tình trạng là mình không có đủ thông minh, không đủ thông minh để có thể thuyết phục nhân tâm. Và những bậc thầy có khả năng hành đạo, thu phục nhân tâm, tiếp xử tín đồ, nuôi dạy tăng ni, thành tựu đi đức hạnh, đa phần ở đều có một con mắt nhất mục bình đẳng với tất cả người Phật tử đến chùa. Trước sau như vậy, cái cư xử của họ không đổ thay gì cả. Dù anh đó là một người đại thí chủ của Già Lam, rất giàu có, rất sang trọng, là người đã xây dựng Tam Bảo, họ cũng nhìn người đó bình thường như những người chưa từng cúng một đồng xu nào cả. Người đó đóng góp công trình cho chùa ra làm sao thì không quan trọng, nhưng mà họ vẫn trân trọng từng con người đến với chùa bình thường như nhau. Đây là cái sự cực kỳ thông minh. Và nếu cái nền tảng tu chúng ta vững vàng thì chuyện này nó phải xảy ra. Điều thứ ba, cách tiếp xử ngoại đạo nó gồm, thưa các vị, không phải là những người Phật tử mà là những người có cảm tình với đạo, những người quan chức của chính quyền, những người khác tôn giáo với ta, những người đầu đường cuối phố lạc lõng ở Già Lam từ biển chưa từng biết đạo là gì. Thưa các vị, nếu nền tảng tu tập chúng ta an lạc bằng một tâm hồn bình đẳng, không có cái chất liệu của tham sân si lẫn cận vô trong, thì tự nhiên cái cách tiếp xử của các vị đối với mọi người tự nhiên nó nhất mục bình đẳng. Điều thứ hai, phong cách của ta đó là những người xuất gia, thưa các vị, được nuôi từ bé trong Già Lam tự viện, cho nên quy nghi đạo hạnh vững vàng, đứng đi đỉnh đạt, nói năng chừng mực, nhờ ngần đó thôi thưa đại chúng, rằng là đủ để nhiếp phục mại đạo. Và ta nên nhớ rằng là trong quá khứ các bậc thầy chúng ta, thưa các vị, làm thành một thành phần trí thức dắt dẫn tâm thức quần chúng ấy. Cho đến nỗi rằng là dù cái chùa rất nghèo, dù các thầy ăn mặc không có gì mà bảnh trẻ cả, không cần đội mũ, không cần mang hia, không cần một cái dàn đàn trống gì thiết phía sau lưng cả, nhưng mà sự xuất hiện các ngài, thưa các vị, làm thành một vùng ánh sáng, cho đến nỗi là hàng thức giả đương thời vô cùng kính trọng. Thậm chí chính quyền có thể rất ư là ngưỡng mộ, họ có thể hóng hách với mọi nơi, nhưng mà đến trước các ông các thầy chúng ta đều phụ thuộc, đều cung kính, dù người đó chưa từng biết đạo là gì, không phải là Phật tử tín đồ gì cả. Thế thì các vị thấy rằng là khi có phẩm chất tu rồi, trong phong cách tiếp xử bình thường của vị tăng rất ư là giản dị mộc mạc, nhưng làm thành cái nét cao quý tột cùng để cho hàng ngoại đạo, chính quyền, thành phần trí thức nhân gian một bề cung kính đó. Đây là mình nói về cái cách tiếp xử từ nền tảng có tu nó thành tựu nghe. Đây là hai phần chúng ta nói đệ tử Như Lai hành xử. Đời sống chúng ta chỉ có hai phần thôi. Một là làm hoàn thiện nội dung ta. Nội dung ra làm sao thì cái biểu lộ nội dung ra làm vậy nghe. Anh là một người có chất văn hóa như vậy thì anh biểu lộ cái phong cách của anh, nói năng của anh, cư xử của anh nó như vậy, không giấu ai được. Thế rồi nội dung của anh, văn hóa của anh, hiểu biết của anh nó ngang tầm chừng đó, thế thì
cái sự biểu lộ của anh khi tiếp xử với ông A, với bà B, với gia đình, với bố mẹ, với con em, với những người bằng hữu, thì các vị không tránh được những cái gì cất chứa trong này. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái phẩm chất của người tu á, người ta không cần nhiều nhắn gì đâu nghe, không cần hỏi lý lịch của các vị, chỉ cần nhìn cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, cách ăn, cách làm việc của các vị thôi, người ta đã đánh giá cái phẩm chất tu của mình ra làm sao. Cho nên tóm lại thưa các vị, nhìn hành xử của đệ tử Như Lai, biết được nội dung của những người tu tập, biết được luôn già lam tự viện mà trú, biết luôn cái chi nữa, biết luôn được chánh pháp của Phật có cửu trụ được trong ta bà hay không nha. Nhìn nội dung của đời sống tu tập, người ta có thể đoán được là dòng chảy chánh pháp Như Lai đang bị tắt nguồn hay là đang trở thành hương cảnh, người ta nhìn ra ngay. Không cần nhìn đâu cả, nhìn vào cách ứng xử của các thầy cô, biết được giá trị của sự tu tập, biết được đạo Phật đã đóng góp được gì cho xã hội, và biết được cái tai họa của tôn giáo đã gây cái họa hại gì cho xã hội luôn. Thưa các vị, nó là như vậy. Đây là nét đầu tiên mình nói về đệ tử Như Lai khi hành xử rất cẩn trọng là như vậy. Và cẩn trọng ở đây không hàm nghĩa rằng là mình đóng kịch khi mình tiếp xử nghe, mà cẩn trọng ở đây có nghĩa là đi vào nội dung thực sự của người có tu, thì tự nhiên các vị biểu lộ đời sống của chính mình như mình đã sống thôi. Đó là cái vấn đề thứ hai, nó cũng dính liền với điều này nhé. Quay vấn đề nhìn gương người xưa. Thưa các vị, gương xưa thì quá nhiều. Các vị đọc, mình mới vừa đọc một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, tức là Tăng Thái Ca Hàm. Bài kinh này nó nằm ở quyển 3 nghe, trang 110, bản dịch của thầy Đức Thắng. Thưa đại chúng rằng đây là một bài kinh mà đọc vô đôi khi mình nghe ngậm ngùi nghe. Mình nói sơ nội dung bài kinh này rồi gọi ra đây vài cái điểm nhấn rất là quan trọng mà các vị có thể tìm đọc, và kỳ được rằng là không có gì hạnh phúc bằng là một tu sĩ mà mỗi đêm 4 giờ khuya thức giấc ngồi đọc một bài kinh, hai bài kinh. Bài kinh này Thế Tôn nói trong một cái cơ hội, đó là lúc bấy giờ Ngài Ca Diếp già quá, 80 tuổi rồi vẫn âm bác như thất thực, vì như tuổi của Ngài Ca Diếp lớn hơn Thế Tôn hoặc là bằng quá chứ không có nhỏ hơn đâu nghe. Thế Tôn năm đó gần vào Niết Bàn rồi, cho nên gọi Ngài Ca Diếp thế này: Ca Diếp à, ông nó già rồi, đâu nhất thiết mỗi ngày ông bác thì khất thực như vậy, rất là cực nhọc. Và ông lại có cái bệnh, đó là khất thực những người nghèo mà không chịu đi những cái vùng khất thực kiếm ăn cho nó dễ. Ta biết rằng Ca Diếp thì ông có một cái ý như vậy nha. Sau đó Thế Tôn rầy, cho nên ta ôm bác khất thực rất ư là bình đẳng. Thế nhưng mà cũng rất vất vả, tại vì 80 tuổi rồi mỗi ngày thì đi khất thực về, về tới nơi rồi mà hả hỏng chứ có sung sướng gì đâu, ăn bữa cơm đâu sung sướng gì. Cho nên khuyên nó thôi ông hãy ở nhà đi. Ca Diếp bạch Thế Tôn: con nghĩ rằng là phước lành thai con được khoác pháp y Như Lai, dù mảnh y đó là mảnh y vá. Phước lành thai con được ôm bác từng ngày đi khất thực, dù miếng ăn không có là chi. Phước lành thai con được ăn xong rồi con được thiền tỏ công phu. Con nghĩ rằng không gì hạnh phúc bằng khi con được sống như thế này. Con mơ ước rằng với đời sống như thế này, trong tương lai tăng chúng nhìn về đời sống của chúng con sẽ nghĩ rằng là cho dù đó là các vị thánh La Hán, các vị đại tử Như Lai đã từng hành đạo lâu đời, đã từng có công bố giáo khắp nơi, thế nhưng mà tới già vẫn còn duy trì đời sống đạm bạc, khiêm tốn phạm hạnh, và vẫn độc cư, vẫn thiền tịnh, vẫn lấy cái sinh hoạt thiền tọa làm niềm vui. Bằng không thì trong tương lai chư tỳ kheo sẽ rất là chuộng cái việc cái ăn, cái mặc, cái ở, thuốc men, lựa những thứ tốt, và
rất nhiều phương tiện tiện nghi ở những phòng xá sang cả đẹp đẽ và bỏ quên đi công vô hành trì. Do vậy cho nên con muốn rằng đời sống con duy trì được cái nếp sống thế này để làm gương lành cho hàng tăng dự nữ trong tương lai. Các vị thấy là các vị đệ tử Như Lai ngày xưa không phải là vì có hiếu thế tôn nghe, mà vì muốn làm cái dòng chảy chánh pháp được lâu bền trong cuộc đời. Khi nghe ngài Ca Diếp bạch như vậy rồi thì thế tôn nói: Ca Diếp à, ta dùng tuệ giác nhìn đó là trong tương lai khoảng 1000 năm, chư tăng sẽ không còn nhớ lời này mấy đâu, họ sẽ lấy cái chuyện đó là sống sang trọng, sống hưởng thụ, sống dục lạc, thậm chí là có những thành phần tỳ kheo tay bồng con, tay dắt vợ đi hát ca đầy đường và sinh ăn ở nhà cửa sang trọng, chùa viện nguy nga, và đời sống họ nó không thiếu một cái loại tiện nghi nào cả. Cái công vô thiền định học pháp tu tập dường như cái điều đó rất là xa lạ đối với họ. Họ chỉ mượn pháp y Như Lai để hưởng thụ đời sống dục lạc thôi. Tuy nhiên, các vị nhớ là Phật dạy nghe, tuy nhiên những người Phật tử cư sĩ vào thời tương lai ấy, họ cúng dường những vị tăng phạm trai phá giới, không biểu lộ được cái nét tịnh hạnh gì cả, họ vẫn có phước điền sinh thiên. Còn chư tăng thời đó thì rớt xuống, rớt xuống sâu lắm, không nói làm chi. Tại vì ở dưới đó có khách sạn 18 tầng dưới rồi, ngài Địa Tạng cất sẵn mà. Và ta nghĩ rằng ta sắp vào Niết Bàn, cho nên những điều ta cần nói nơi đây đó là ông và thầy A Nan không được quyền nhập Niết Bàn, lưu lại nhục thân, đợi đến lúc ngài Di Lặc ra đời rồi các ông truyền y bán của Thích Ca Như Lai rồi các ông mới được vào Niết Bàn. Này A Nan và Ca Diếp, ta đâu biết rằng pháp tu tập hành trì của Như Lai, Như Lai đã từng trải qua hàng xa kiếp nghe, đã từng khổ công, đã từng khổ hạnh, đã từng vượt núi trèo đèo, đã từng thí thân như cọp đói để tìm cho được cái con đường hành trì để chứng nghiệm được Niết Bàn. Và cái món quà do ta hàng xa kiếp để lại đó, dường như họ không trân quý, họ không cảm thấy giá trị gì. Họ đến với ta, đến với công trình tu tập là để lợi dụng manh pháp y của Như Lai để sống còn. Do vậy cho nên trước lúc ta niết bàn, ta di chúc cho các ông, điều thứ nhất phải duy trì chánh pháp, làm cho chánh pháp còn có mặt lâu bền cuộc đời. Điều thứ nhất là để làm lợi ích cho những chúng sinh có nhân duyên lành đến với công trình tu tập. Điều thứ hai là để cho một số tỳ kheo và tỳ kheo ni trong tương lai họ còn có chút tàn quý, họ biết quay về với chánh pháp tu tập. Và sở dĩ ta di chúc cho hai ông, trong khi đó trong hàng thánh đệ tử 1250 vị đó, có những vị có thần thông, có những vị có biện tài, có những vị có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, như một Kiền Liên vân vân, có những vị trì luật rất giỏi, nhưng mà ta không di chúc lưu lại nhục thân đợi đến Di Lặc ra đời là do vì các ông, một là người luôn thừa hành phẩm hạnh tu tập, hai là người có một năng lực kỳ vĩ, đó là ghi nhớ và pháp học của Như Lai, hay dùng một cái từ rất rõ mà pháp học và pháp hành được duy trì qua hai vị đại đệ tử, đó là ngài Ca Diếp và ngài A Nan. Cho nên các ông nên nhớ rằng mọi việc đều theo vô thường sinh diệt, thế nhưng trong cái vô thường sinh diệt có cái bất sinh bất diệt. Và bốn câu kệ Thế Tôn nói quy kết lại bài kinh này giống như là: chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Đây là câu chuyện các vị đọc trong Tăng Giác A Hàm, cái đoạn mình dẫn nghe. Thế nhưng mà mình gom lại đây để thưa mấy ý thế này, thưa các vị, cái dòng văn học thiền tông người ta di chúc rằng là ngài Ca Diếp là người được Đức Thế Tôn truyền cho pháp y, A Nan là đại di tổ, nó không có gì xa lạ cả, nó chỉ là cái phần được triển khai từ cái văn bản bài kinh này. Điều thứ hai, cái nội hàm ở đây cất chứa rằng là thưa các vị, cho dù là giai đoạn cuối mùa của chánh pháp,
Thế nhưng người Phật tử có niềm tin Phật Pháp, bỏ tiền, bỏ công, bỏ của, bỏ sức, bỏ tấm lòng ra xây dựng Già Lan từ biển, phước họ rất lớn. Tại vì phước không phải do mấy thầy mình ban đâu nghe. Không phải cái chuyện mình chú nguyện, mình phụ nguyện là thân an tâm lạc, họ an lạc. Nhưng mà phước lành nó phát sinh từ nơi tâm thức họ phát tâm. Họ phát tâm lành là ngay đó đã có phước điện rồi. Cái việc hồi hướng không hồi hướng chi thì người ta phát tâm lành cũng vừa và làm cho chánh pháp được lâu bền thì ngay cái chỗ phát tâm thì họ đã có phước điện, tâm họ đã mở ra, tâm của họ mênh mông, tâm của họ mong muốn được chánh pháp cửu trụ thì ngay điều đó phước điện đã lớn rồi, chứ không phải là chư tăng có phẩm hạnh cùng không phẩm hạnh là ban được phước cho người ta. Phước nó đến do tâm của ta phát ra thôi. Điều thứ ba, nó liên hệ với cái phần chúng ta nói rằng là khi chấm dứt thọ hành, thưa các vị, nó hàm cái nghĩa như mình vừa nói là khi có nguyện lực, khi có công vô thiền định thì ta duy trì thọ mãn nghe. Điều thứ tư, thưa các vị, mình nhìn tỏ tường điều này để thấy rằng là tất cả các nền văn học của thiền đốn ngộ, của văn học Phật giáo đại thừa không vượt ngoài những văn bản nó từng có mặt trong bốn bộ A Hàm: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Thưa các vị, nó gói trọn rất nhiều bài kinh tuyệt vời. Từ điều này, từ cái điều này, chúng ta nhìn vào gương xưa để tự mình thấy thẹn nha. Thấy đời sống mình dường như cái điều kiện sống còn mình nó không phải thiếu thốn người xưa, không nó đổ quá nhọc nhằn vất vả. Kỳ thực rằng nếu một người thực sự tu thì cái chuyện tất cả ngược xuôi lo lắng, thưa các vị, dường như nó không được đặt ra đâu. Tại vì ta không bao giờ thiếu thốn điều chi cả. Phước lành của Như Lai hằng sa kiếp tu phổ hết thập phương giới, chứ đâu phải chỉ cảnh giới Ta Bà. Một người ở đời họ làm lành thôi thì phước lành của họ đã tới ba đời con cháu ăn không hết. Hơn nữa, đệ tử Như Lai, thưa các vị, phước lành của một bậc Tấu Thánh Tôn nó bao trùm cả tam thiên giới. Cho nên nếu tu mà chúng ta vất vả ngược xuôi, đầy toan tính, đầy bất an vì cái chuyện cơm cháo gạo tiền, vậy như mình đang đi lên với con đường Phật dạy nghe. Rồi nhìn cái điều này để thấy rằng là dường như nếu chúng ta có chút tầm quý thì chúng ta biết việc chính mình phải làm. Bằng không thì thưa các vị, mình mở miệng ra mình cứ rên rỉ rằng tôi thiếu thốn, tôi bất an, tôi lo âu, tôi nợ nần thì điều này dường như nó sai nghe. Cho nên hãy nhìn người xưa bằng một vài bài kinh trong văn học A Hàm để tự mình củng cố nỗ lực của mình để tu tập. Ngoài cái việc nhìn gương xưa, các vị nên nhìn cái gương của đạo Phật đang suy đồi hiện tại, đành rằng có một số tăng vẫn đi, một số thành phần tu tập có được cái phước lành rất lớn, mà họ thừa hưởng được dòng pháp từ các vị tôn túc, họ nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề. Nhưng mà cái thành phần chạy theo lợi, theo danh, cái thành phần cử quyền, cái thành phần rượt đuổi để đi vô những đấu trường giành nhau về chức, về quyền, thưa các vị, rất nhiều nghe. Và điều này nó báo động rằng một sĩ số tăng ni rất nhỏ tu không thể dựng dậy đường đạo Phật trên cái đà đang suy thoái. Cổ xe nó đang lao dốc vậy, cái sức của nó quá mạnh, 5-10 người đứng kéo là không được đâu. Cho nên thưa các vị, chúng ta cố gắng duy trì cái năng lực tu tập, chúng ta cố gắng giữ được một góc trời nào của công trình tu và học chánh pháp. Đây là một điều đáng quý nhất trong cái cuộc đời nó đang bị cái dòng văn hóa hưởng thụ xã hội nó đang lôi tuột đời sống của tăng già đi về cái chiều hướng suy thoái nghe. Đây là nhìn gương xưa để tự mình nhắc nhở, tự mình tâm quý, tự mình cố gắng phấn đấu để thành tựu được cái vai trò của một người con Đức Thế Tôn. Thế là chúng ta có một cái kết luận nơi đây, tức là cái tổng kết mình có hai ý nơi đây. Thứ nhất là hãy thương thật, ta đã lỡ nhiều kiếp rồi, hãy phát nguyện. Thế nào là thương Phật?
Thầy Tả Khanh này có mấy câu thơ đó dễ thương à. Một chiều vắng ngồi ôm chân Phật tượng, thương quá chừng bóng dáng Đức Từ Tôn, con bé nhỏ giữa tình ngài vô lượng, lá me vàng trong bóng nắng hoàng hôn. Không biết mình đọc có đúng không nghe, nhớ nhớ đọc cho các vị nghe thôi. Thưa các vị, tâm của ngài mênh mông quá, đạo hạnh của ngài bao trùm cả thập phương giới. Chúng ta thưởng ân phước của ngài, có được pháp y, có được dòng pháp để tu, có được đời sống bình ổn. Thế nhưng mà dường như đối với dòng giải chánh pháp ta thừa hưởng thì nhiều, nhưng mà hoàn tất lại dường như chưa được là bao. Một người ở đời họ có liêm sĩ chút á, họ đã làm được việc rằng ăn trái như cả trồng cây. Họ luôn là những người có đạo đức nhất định, có lương tri nhất định, cho nên đối với ơn nghĩa sinh thành, đối với tình bằng hữu, đối với những mảnh tình đã yểm trợ họ, nuôi dưỡng họ, giúp đỡ họ, làm cho sống còn họ không bao giờ quên. Và chúng ta mang pháp y Như Lai sống cả một đời, được nuôi dưỡng từ Đức Như Lai, và chúng ta không có làm tròn vai trò của người tu, thì thưa các vị, đây là một điều vô cùng là thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm, thiếu bổn phận, thiếu đạo đức, thiếu đạo đức. Tu cho nên đàng hoàng, gọi là có đạo đức rồi nha. Tu đàng hoàng không có hàm nghĩa rằng là mình xung xe, mình khoe mẽ, đánh trống giọng chuông, hoặc mình lôi cổ người ta vô chùa xuất gia. Thưa các vị, không cần làm điều đó. Hãy làm hoàn thiện chính mình, phẩm hạnh của mình, cho nó hoàn thiện với một người tu. Tu mà không có tâm từ thì không đúng với người tu. Tu một cách cư xử vụng về thì không phải người tu. Tu một cái chất liệu tham sân si còng đầy thì cũng rất là tệ. Tu mà không có khả năng an trú được trong pháp để hành trì, không có sự bình ổn nhất định, tỉnh tại nhất định, mà cứ lăn xăng ngược xuôi chạy vào, thì thưa các vị, đây là cái điều các vị phản bội lại chính mình, phản bội lý tưởng, phản bội với Đức Đạo Sư. Cho nên xin hãy thương Phật, ngài đã hằng sa kiếp thí thân như cọp đói, từng làm con chim cúng dường cho những bậc đạo sư tu tập ngoại đạo, từng liều thân để học một bài kệ và mở ra con đường chánh pháp để cho chúng ta đi lên rất thẳng bằng như vậy, mà mình lại không có tri ân gì các bậc đạo sư đã mở được con đường, đã tặng mình pháp hành trì, đã cho mình một pháp y. Niềm tri ân mà không có, một con người đã không có đủ đạo đức căn bản làm nền thì không thể thành tựu được điều gì hết. Cho nên xin nhớ, hãy thương Phật cũng hàm nghĩa là thương mình luôn nhé. Thương đời sống có mặt giữa nhân gian này không phải dễ. Nhiều kiếp luân hồi rồi mới có được may mắn kiếp này gặp Phật, thế mà rồi lại nở lòng để cho đời sống mình nó trôi xuôi như nước chảy qua cầu, thì thưa các vị, rất tội nghiệp. Điều thứ hai, cái cuộc luân hồi nó đã hướng dẫn ta đi nhiều quá, xa quá, nổi chìm bền bồng triệu kiếp, mà cứ mỗi một kiếp có mặt lại, may mắn được làm người, ta lại lỡ lạc, ta vẫn quay quay, học ăn, học ngủ, từ cái đứng đi, học lật, học bò, rồi học làm người khổ đau, rồi học chết chìm trong cái nỗi niềm thất vọng, ưu tư, sầu khổ, và lây quay bị trói buộc trong nghiệp ái, trong giam nhốt của tham sân si. Không có dễ dàng có được một kiếp để khoác pháp y Như Lai, càng không dễ dàng có được một kiếp may mắn cầm trên tay những trang kinh của Phật để đọc, để học. Càng không có được một cái nhân duyên rất lành, đó là kiếp này đủ năng lực trí tuệ, được các bậc hòa thượng lớn của chúng ta khơi mở con đường chánh pháp, nuôi tâm bồ đề chúng ta để ta tu. Thế rồi mình lại không thể là dâng, làm cho tâm thức mình nó dâng lên đến chiều cao, nuôi dưỡng được tâm bồ đề, làm cho cái niềm đam mê tu tập nó dâng lên, mà lại thả bồng bềnh ngày qua ngày. Một ngày vừa sáng thức giấc chưa làm gì, đã vội đầu tư cả thân tâm mình cho cái chuyện lo âu, chuyện buồn phiền, chuyện giận dữ, chuyện căm tức. Thưa các vị, dường như là mình đầu tư đời sống mình
quá quý giá vào những cái chuyện nhỏ nhoi vặt vãnh không đáng đồng xu con nào cả. Và mình đã lỡ làng như vậy qua nhiều kiếp sống rồi, cho nên xin thưa đừng để kiếp này lỡ làng nữa. Hứa lòng rằng làm ăn cho nó đàng hoàng, đừng để một đời trôi xuôi như nước chảy qua cầu. Điều thứ ba, thưa các vị, người xưa họ khi hiểu được Phật pháp đến con đường tu tập rồi thì họ đã có thể làm được một điều rằng là nghiền thân lập phi trần. Nhưng con nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp bách ước thiên sinh, con nguyện làm đệ tử Như Lai. Gần hơn nữa thì các vị nhớ rằng mà bách kiếp thiên sinh thế thế đồng phi pháp lữ, đó là câu của ngài Huy Sơn nghe. Thì thưa đại chúng, từ những điều này nó cho chúng ta một cái định hướng về đời sống tu tập chúng ta nghe. Người xưa như ngài Huy Sơn là phát nguyện rằng là bách kiếp thiên sinh thế thế đồng phi pháp lữ, là tôi nguyện trăm kiếp nghìn đời sinh ra bất cứ một kiếp nào cùng với các ông làm bạn pháp đó, ta cũng nên làm điều này. Ta có thể chưa có được đại bi tâm, chưa có được cái cách đứng xử rất là đẹp đẽ để có thể có con mắt bình đẳng nhất mục nhìn mọi người, từ người nghèo đến người giàu, người không tu đến người có tu, kẻ thù như người thương, đều bằng một mắt bình đẳng. Thì ta nên gói một cái phạm vi rất nhỏ trong cách cư xử của tăng giới này. Đó là ta nhìn tất cả người xuất gia đều là bạn pháp của ta. Nguyện rằng đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào con cũng đều gắn bó với phản pháp y. Con sinh ra bất cứ nơi đâu, con nguyện làm đệ tử Như Lai, con nguyện làm người thờ phụng Tam Bảo. Thưa các vị, hãy phát nguyện điều này từng ngày. Và khi các vị phát nguyện như thế này rồi thì tự tâm các vị nó có một cái phẩm chất đầy lòng khiêm hạ, đầy lòng cung kính đối với Phật, với Pháp, với Tăng. Và khi mình gieo cái chủng tử này vào tâm thức thì thưa đại chúng rằng mới có cơ hội không lỡ làng kiếp này, không lỡ làng nhiều kiếp, và mới có cơ hội hoàn thiện được một đời sống nghe, chấm dứt được con đường tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, cứ nổi cứ chìm, cứ lông bông, cứ sinh và diệt, mất và còn, và lỡ một kiếp, lỡ tới ngàn vạn kiếp, và chắc gì trong tương lai chúng ta có phước lành chúng ta gặp Phật pháp đâu. Cho nên cuối cùng có một lời nhắn ra đây thưa các vị, là cái chuyện tu tập nó đòi hỏi cái niềm đam mê tu. Và niềm đam mê tu nó không phải là tự nhiên mà có, mà nó là cái năng lực tu học của các vị từng ngày. Hứa với lòng rằng con chưa làm được việc chi thì mỗi sáng con dành thì giờ 2 tiếng đồng hồ đọc vào những văn bản kinh của Phật dạy, 5 bộ Nikaya hay 4 bộ A-hàm mà chưa đọc hết, thì đệ tử Như Lai không đọc hết 5 bộ đó, không phải đệ tử Phật nữa nghe. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.